Xin kính chào quý vị khán giả. Xin mời quý vị khán giả cùng đến với bản tin 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, tình hình lũ lụt đang diễn biến rất phức tạp hiện nay trên thế giới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, bão trong bão, lũ trong lũ đang ập tới Trung Quốc. Hết cơn bão này đến cơn bão khác và theo tin mới nhất, Trung Quốc đang phát cảnh báo đối với cơn bão số 6. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, cơn bão số 6 ở Trung Quốc trong năm nay sẽ di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 180-200 km/h trước khi đổ bộ vào các khu vực ven biển ở giữa thành phố cảng tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Trung Quốc ngụp lặn trong biển lũ do mưa bão tấn công dữ dội. Theo Reuters, con số thương vong vẫn sẽ không ngừng gia tăng sau khi hai siêu bão mạnh nhất thế kỷ qua đổ bộ vào miền Trung và Đông Nam Trung Quốc kèm theo mưa to gió lớn. Trong gần 3 ngày qua, khoảng 138.000 hộ gia đình sống trong cảnh cúp nước, trong khi 24.000 hộ gia đình bị mất điện. Cơn bão đã khiến nước sông ở 200 con sông thuộc các khu vực bị tràn bờ, trong đó các con sông lớn nhất là sông Trường Giang, Hoàng Hà và Thái Hồ, nghiêm trọng hơn là vỡ đê tại 50 con sông gây ngập lụt trên diện rộng. Hơn 12.500 ngôi nhà bị hư hại. Theo ghi nhận, trận mưa lớn cũng đã gây ra khoảng 140 vụ lở đất ở các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây. Số người thiệt mạng cao nhất được ghi nhận ở tỉnh Giang Tây, nơi đây vỡ ít nhất 28 điểm dọc sông Trường Giang, con sông đi ngang qua nhiều thành phố lớn của nước này, ảnh hưởng tới 500.000 người dân, khiến hàng chục nghìn người phải di rời chỗ ở khẩn cấp. Ước tính thiệt hại khoảng 490 triệu nhân dân tệ, tương đương 1.628 tỷ đồng. Theo đài China News, những người sống sót mô tả nước lũ đang dâng cao nhanh chóng lên tới ngực trong khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ vào ban đêm, khiến người dân không thể sơ tán đến các vùng cao. Nhiều người thiệt mạng ở phía Nam Trung Quốc là người cao tuổi. Một nhà điều hành tàu điện cho biết 10 đoàn tàu và 120 toa tàu bị hư hại khi mực nước tăng cao khoảng 4 mét. Các nhà chức trách kêu gọi người dân thận trọng tại khu vực gần các con sông có mực nước dâng cao và cảnh báo nguy cơ xảy ra nhiều vụ lở đất. Quá trình đánh giá thiệt hại sau bão vẫn tiếp tục. Bên cạnh đó, mưa lớn và dông bão đang tàn phá khắp Trung Quốc, khiến hàng chục người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế ước tính 25,9 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,87 tỷ USD. Truyền hình nhà nước Trung Quốc sáng nay cho biết 241 con sông ở 24 tỉnh nước này đã tràn bờ gây ngập lụt trong vài ngày qua. Cơ quan dự báo khí tượng cảnh báo mưa sẽ rơi nhiều hơn trên cả nước vào cuối tuần, trong khi lũ lụt và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở Tứ Xuyên. Mưa lớn và lũ lụt thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc hàng năm khiến cho hàng trăm người tử vong. Năm nay đã có một tỉnh thông báo cái chết của 15 người và 30 người khác bị thương. Tỉnh Cam Túc ghi nhận 12 người chết, 4 người mất tích và hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết lượng mưa có thể vượt quá 300 mm/h ở một số khu vực vào cuối tuần này, đồng thời cảnh báo lũ lụt ở phía Đông Bắc và kêu gọi chính quyền tạm dừng các hoạt động ngoài trời cũng như theo dõi các tòa nhà có nguy cơ bị sập. Trong khi đó, mực nước sông Dương Tử chảy từ Vân Nam đến Giang Tô và Thượng Hải trên bờ biển phía Đông Trung Quốc đã dâng cao, gây ngập lụt ở nhiều nhánh và lượng nước khổng lồ vào hồ chứa Tam Hiệp. Hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin hơn 10 con đường cao tốc ở tỉnh Tứ Xuyên hiện không thể tiếp cận lũ lụt. Một cây cầu bắc qua sông Min, một nhánh sông Dương Tử cũng bị sập. Kính thưa quý vị, một thông tin gây chấn động cả Trung Hoa đại lục hôm nay, khi hàng ngàn người rải rác trên khắp các tỉnh thành của Trung Quốc đang trong tình trạng thập tử nhất sinh sau khi ăn phải cá nhiễm độc, một chất cực độc. Khi báo cáo của các bệnh viện cho biết, tất cả bệnh nhân đều rơi vào trạng thái hôn mê, rối loạn ý thức, ngừng thở, hạ huyết áp và co giật. Nguyên nhân được nhiều người đưa ra là do dân tỉnh Hồ Bắc vì một chút lợi nhuận đã sinh lòng tham, khi bí mật nhập hàng tấn cá chết trắng nổi lênh bềnh trên sông Phù Hà thuộc tỉnh này, rồi mang ra chợ bán sang nhiều tỉnh thành lân cận hoặc mang về ủ làm mắm. Theo báo cáo sơ bộ, thì tính đến 7 giờ sáng nay đã có ít nhất 71 người tử vong, vẫn còn hàng ngàn người khác đang cấp cứu trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Theo báo chí địa phương, thì một số lượng lớn cá đã được phát hiện chết nổi lênh bềnh trên sông Phù Hà ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc, miền Trung Trung Quốc. Cá chết từ sáng ngày hôm kia và tiếp tục nổi lên. Và hôm nay, phạm vi phát hiện cá chết lên tới 80 km trên sông, đa số là cá ngạnh, cá trôi, cá chấm và cá mè. Người nhà của các bệnh nhân cho biết các triệu chứng xuất hiện rất nhanh, từ 30 đến 2 giờ sau khi ăn.
bản thân họ không biết xuất xứ của loài cá này, chỉ thấy chúng tươi ngon và giá cũng khá rẻ, nên mua những con cá bị nhiễm độc mà không hề biết trước. Nhiều cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng tức giận. Đầu tiên là lòng tham của các cư dân tại đây vì chút lợi nhuận mà bất chấp cả tính mạng của con người. Sau đó là cách xử lý chậm chạp của các cơ quan chức năng không nhanh chóng thu gom và tiêu hủy số cá đã bị chết. Trước những lời chỉ trích dữ dội của cơ quan chức năng cho biết, vì số lượng cá quá lớn, cộng thêm cứ khoảng một tiếng đồng hồ hàng tấn cá khác lại ngửa bụng trồi lên, hiện khúc sông này đã được các lực lượng chức năng rào chắn tránh trường hợp người dân vớt để bán. Cũng trong sáng nay, thì kênh truyền hình nhà nước CCTV của Trung Quốc cũng phát đi lời cảnh báo đến với người dân cả nước, yêu cầu người dân không nên ăn cá chết và cá không rõ nguồn gốc để tránh những rủi ro không đáng có. Công ty khoa học và công nghệ Shuanghuan, tỉnh Hồ Bắc đã bị đình chỉ hoạt động ngay sau khi thanh tra, kiểm tra mẫu nước thải trong cống sản của công ty này. Kết quả cho thấy nồng độ ammonia thải ra môi trường ở mức 196mg trên lít, vượt xa tiêu chuẩn cho phép của Trung Quốc. Công ty đã để xảy ra vụ rò rỉ hóa chất nói trên có trụ sở tại thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc và được niêm yết trên sàn chứng khoán Shenzhen. Vụ việc đã xảy ra gần làng chài Hoang Hô Lao, nơi có 1.600 cư dân. Cá chết trắng phủ mặt sông, chúng không giống như những bông tuyết vậy. Wang San Quynh, một người dân ở làng cho biết, làng này có 150 thuyền đánh cá và họ đang thiệt hại lên tới 70.000 nhân dân tệ mỗi ngày. Số tiền này tương đương 11.500 USD. Chính vì tổn thất quá nặng nên một số cá nhân đã nảy sinh lòng tham vớt vát một chút gì đó. Ngoài ra thì Trung Quốc đang đối mặt với vấn đề ô nhiễm gia tăng, hậu quả của chính sách tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong nhiều thập kỷ qua. Quý vị thân mến, trong 24 giờ qua, tình hình thảm họa thiên tai tại Trung Quốc diễn ra liên tục không ngừng. Theo Đại Kính Nguyên đưa tin, sau những trận mưa lớn liên tục nhiều ngày kèm theo những cơn lốc xoáy dữ dội tại châu tự trị Hoàng Hà, Trung Quốc đã bất ngờ phải hứng chịu một trận lũ quét hết sức kinh hoàng, cùng với đó là một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter. Những thảm họa này chồng lên nhau đã khiến một lượng nước khổng lồ chảy xuống xối xả với tốc độ thật sự khủng khiếp. Trong video, chúng ta có thể thấy những ngôi nhà của người dân phía trên thượng nguồn nơi con lũ quét qua đầu tiên bị sụp đổ, vỡ vụn trong nước. Ngay cả những ngôi nhà được xây dựng bằng bê tông cốt thép cũng không chịu nổi sức ép của dòng nước, cũng bị dòng nước lũ cuốn trôi. Người dân hai bên bờ hoàn toàn bị cô lập vì lương thực đã bị cạn kiệt. Người dân phải liều mình và di chuyển bằng cách đu dây để qua dòng lũ quét kinh hoàng, tiếp tục tiếp tế lương thực. Thì một số người dân bên kia bờ suối phải dùng cách ném đồ ăn từ bên này sang bên kia sông suối để hỗ trợ giúp lương thực cho những người dân làng chài cầm cự chống đói. Thưa quý vị, một thông tin liên quan trong video được người dân ghi lại trong một chuyến bay ở Trung Quốc. Từ cửa sổ máy bay nhìn xuống hình ảnh những đám mây đen tối, bầu trời u ám không màu sắc kèm theo mưa lớn dữ dội. Khoảng vài phút sau, bất ngờ xuất hiện những tia sấm sét đánh vào đuôi máy bay khiến máy bay bị chao đảo nhẹ. Vụ việc trên đã khiến cho những hành khách trên máy bay một phen hú hồn hú vía, hoang mang tột độ. Theo nữ hành khách này cho biết, rất may mắn là máy bay không xảy ra sự cố nghiêm trọng và tất cả đều được an toàn. Nhưng cô cho biết đây là một trải nghiệm kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình. Cũng trong cùng ngày, tại khu vực gần bờ biển Quảng Châu, Trung Quốc, vào khoảng 9 giờ sáng hôm qua, bầu trời tối sầm lại, những cơn mưa bắt đầu kéo đến kèm theo sấm chớp nổ vang trời. Những cơn mưa lớn không dứt cộng thêm mưa đá dày đặc, lúc này những con thuyền của người dân Trung Quốc không kịp vào bờ đã bị cơn mưa đá phá nát, khiến mạn thuyền bị biến dạng hết sức nghiêm trọng. Trong video chúng ta thấy biển động rất mạnh, sóng biển dữ dội cao hàng trăm mét. Ngoài ra, mưa lớn gây ra ảnh hưởng tới mùa màng, những cánh đồng hoa màu và lúa ngô của người dân bị ngập trong nước. Cũng vào chiều ngày hôm qua, một vụ lở đất kinh hoàng từ tỉnh Hồ Bắc, hình ảnh những ngôi nhà quả núi, điện đường trường trạm gần đó bị chôn vùi dưới lớp đất đá. Kính thưa quý vị, những đại thảm họa này gây ra thiệt hại cho đất nước Trung Quốc là không thể kể xiết. Khi giờ đây, bão chồng bão, lũ chồng lũ liên tiếp tàn phá Trung Quốc. Giờ đây, từ một cường quốc đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ thì Trung Quốc là đại lục thuộc hạng thảm hại. Kính thưa quý vị, kinh hoàng, nước lũ cuồn cuộn chảy về. Bắc Kinh khẩn cấp cho nổ đập để cứu 2.000 km đê. Vừa qua, nhà chức trách ở miền Trung Trung Quốc đã cho nổ một con đê để giải phóng nước dâng trong bối cảnh lũ lụt lan rộng khắp cả nước. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin rằng vụ nổ được thực hiện vào sáng sớm tại con đê trên sông Chu Huy, tỉnh An Huy,
sau khi con đê bị phá hủy bằng thuốc nổ, mực nước dự kiến giảm 70cm, theo hãng tin AP. Cho nổ đê và kè để xả nước là một trong những biện pháp cực đoan mà Bắc Kinh sử dụng trong trận lũ lụt tồi tệ nhất trong năm 2023. Lúc đó, hàng triệu ngôi nhà đã bị phá hủy trong nước lũ, năm nay lại tái diễn tình trạng tương tự. Đập Tam Hiệp khổng lồ trên sông Trương Tử tuần trước cũng phải mở 5 cửa xả do mực nước phía sau có đập dâng cao hơn 18m so với mức cảnh báo. Ở những nơi khác, binh sĩ và công nhân dùng bao cát và đá để gia cố bờ kè. Trung Quốc nâng cao cảnh báo lũ ở khu vực sông Hoài từ cấp 3 lên cấp 2, mức cao thứ 2 trong thang 4 cấp. Trong khi đó, những trận mưa như trút nước ở nhiều khu vực thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc làm tăng nguy cơ xảy ra thiên tai và khiến chính quyền địa phương phải di dời hàng ngàn người dân. Tân Hoa Xã cho biết, mưa bão kể từ đầu tháng 6 đã đẩy mực nước ở 26 con sông lên cao, hơn 120.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, buộc chính quyền địa phương phải di dời hơn 5 triệu người. Bắc Kinh nhiều lần phát cảnh báo mưa bão lũ lụt và gió lớn cho cư dân mạng địa phương. Các trường mẫu giáo tiểu học và trung học bị tạm dừng hoạt động. Chính quyền thủ đô Bắc Kinh cũng đề nghị nhân viên các công ty nên làm việc tại nhà. Bắc Kinh còn đóng cửa nhiều địa điểm du lịch và ban hành cảnh báo khẩn cấp về lượng mưa lớn nhất từ đầu năm 2023 đến nay. Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán Trung Quốc đã cử 3 nhóm công tác đến tỉnh Sơn Tây, Hà Bắc và Bắc Kinh để hỗ trợ chính quyền địa phương đối phó lũ lụt. Thông tin trên cũng đã kết thúc video của chúng tôi ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ thông tin nóng hổi đa chiều của chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm like, share và nhấn chuông thông báo để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.